Hi, hello các bạn. Hôm nay trên tay mình đang là cái cục sạc Xiaomi 65W. Đây, đó, cho các bạn xem. Đây, 65W. Hôm nay mình sẽ làm cái video review về cái cục sạc Xiaomi 65W này, xem nó có tốt hay không, sạc có ok hay không, đúng công suất hay không. Rồi trước hết là cái phần mà thiết kế thì mình thấy cái cục sạc Xiaomi này nó có một cái thiết kế khá là đẹp. Bề ngoài thì vuông vức, được bo tròn ở những cái cạnh, cũng nhỏ gọn, vừa cái lòng bàn tay, khá là nhỏ gọn, tiện lợi mang theo. Đó. Chất liệu thì nó chất liệu bóng, rất giống giống những cái cục sạc của Apple đó. Hai mặt còn lại thì nó nhám, cũng cảm giác cũng khá là xịn sò. Nói chung mình thấy cái thiết kế này cũng ok đó, không có gì phải phàn nàn. Cái phần chân sạc thì được thiết kế gập mở được, cho cái tính tiện lợi di động cao, gọn gàng. Đó. Cái phần này nó làm hơi hơi bị thụt vô một tí, khó ấy, mình phải nắm tay mình đẩy nó ra nó mới ra được ha. Rồi cái dây kèm là cái dây USB-C hai đầu, USB Type-C. Về chất liệu thì cũng bình thường, nói chung mình thấy nó giống những cái dây sạc của Apple lắm, mấy sẽ mấy giống mấy cái dây sạc của iPhone nha các bạn. Rồi cái công suất của cái cụm củ sạc này là 60W. Thì hôm nay mình sẽ thử sạc nó cho một cái máy tính laptop. Đây là cái laptop Dell Vostro 5581. Cái cục sạc gốc của cái Dell Vostro 5581 này nó có cái công suất là 45W. Thì hôm nay mình sẽ thử dùng cái cục sạc Xiaomi 65W này, mình sạc coi nó có nhận đúng ok hay không. Ít nhất là phải hơn 45W thì nó mới cái sạc được cho cái laptop này. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ thử cắm như một tí. Cái Type-C này cắm hai đầu cũng được các bạn. Rồi. Ok, mình sẽ cắm vào cái cổng Type-C này. Đây là cổng Type-C. Rồi. Cắm vào nó lên sáng đèn ha, cái đèn sạc ở đây. Rồi mình đang chỉnh cái chế độ là không có sạc, để mình chỉnh là cái chế độ sạc. Chỉnh cái chế độ sạc. Bluetooth. Ok. Đó, bây giờ nó đã sáng đèn rồi nè. Và máy đang nhận sạc bình thường. Đó. Nó đang sạc bình thường nha các bạn. Chung không có một cái cảnh báo gì về cái nguồn điện thấp hay là công suất không đủ hay cái gì hết. Nói chung là máy nhận dư cái công suất để cho nó sạc. Rồi. Ok. Mình không có cái thiết bị để test đúng công suất nó, nhưng mà với cái laptop như vậy mà nó vẫn sạc được đảm bảo thì có thể tạm tin về cái công suất này. Rồi, ok, vào đây. Cái cổng USB-C này nó rất là tiện lợi. Có thể cắm hai chiều, chiều nào cũng được. Rồi, gửi đây. Rất là tiện lợi. Về cái độ nóng thì lúc nãy mình đã có thử sạc cho cái laptop này từ 40% lên 90% trong khoảng 45 phút. Thì cái cục sạc này ấm ấm, không nóng lắm. Nói chung là với cái công suất như vậy thì nó ok, hoàn toàn hài lòng. Đó, đây là cái cục sạc Xiaomi 65W. Tên gì thì mình quên rồi. Có gì mình để cái link cho các bạn sẽ xem sao ha. Rồi. Xiaomi
Rồi, xin cảm ơn các bạn.